Lê Minh mến chào các cô dì chú bác, chào các anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Lê Minh Vlog. Động thì hôm nay mình lại tiếp tục mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình trên bãi biển Hoàng Liên Sơn. Một khung cảnh hôm nay khí hậu biển sóng gió rất là mạnh nhưng người dân tắm rất là đông, nên mình mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình nhé. Trong điều có gì hoan nghênh với mình nha cả nhà. Let's go. We'll be right back.
Cả nhà ơi, video cũng hơi dài rồi nên mình cũng xin phép dừng tại đây. Một lần nữa mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác và các bạn đã cùng đồng hành với mình và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Một lời tri ân nhất thì cả nhà hãy nhớ like, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Và nhấn vào quả chuông để sớm có một thông báo xem với cả nhà. Thì video mình thường ra 19 giờ hàng ngày nha cả nhà nhé. Thì cả nhà hãy mong đến giờ hãy ủng hộ cho mình nha cả nhà. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong video kế tiếp nha. Xin chào.